dạ xin chào các cô chú anh chị yêu hoa lan thì à, hôm nay ở cái cái clip à, bán hàng này em xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa à, một cái mặt hoa là bệt à, rất là đẹp nha các cô chú anh chị đó là bạch lâm tâm như đây là cái mặt hoa của bạch lâm tâm như một cái cái à, cái khuôn hoa Bạch toàn phần luôn nha các cô chú anh chị Bạch toàn phần luôn rất là đẹp bạch lâm tâm như đây là cái mặt hoa của bạch lâm tâm như đó, em quay chậm để các cô chú anh chị mình có thể ngắm cái, ngắm cái hoa đó, mình thưởng thức cái vẻ đẹp của cái 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 mặt hoa bạch lâm tâm như một cái mặt hoa bạch đó, rất đỉnh nha các cô chú anh chị dạ và đây là cái hình cây thực tế em có một số kỳ để chia sẻ với các cô cô chú anh chị mình đầu tiên đây là cái 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 mã số 1 mã số 1 nha các cô chú anh chị mã số 1 3.500k mã số 1 3.500k cho cái kỳ bạch Lâm Tâm Như kỳ rất đẹp nha các cô chú anh chị 13 cm này các cô chú anh chị 13 cm. chính xác là 13 cm luôn. Đó. Rễ là ngon lành cành đào luôn các cô chú anh chị. Cây này là mới mới lách từ cái 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 thân thân mẹ luôn nha các cô chú anh chị. 13 cm. Cái cây số 1 này có giá là 3.500k. Cây số 1 3.500k nha các cô chú anh chị Và tiếp theo đây Tiếp theo đây là mã số số 2 Mã số 2 của kỳ bạch Lâm Tâm Như này Để coi chiều dài của em này là 10cm 10cm nha các cô chú anh chị Sao nó tối quá vậy ta 10 cm, 10 cm. Rễ là bao phê. 10 cm nha các cô chú anh chị. 3.200k. 3.200k cho cái cái bạch lâm tâm như mã số 2. 10 cm. Kỳ rất khỏe nha các cô chú anh chị, rất Là... Và dạ, tiếp theo đây là mã số 3 nha các cô chú anh chị. Mã số 3 của Bạch Lâm Tâm Như là 3.000k. 3.000k. Mã số 3 cho Bạch Lâm Tâm Như. Mã số 3. Em đo. Mã số 3. Mã số 3 này khoảng tầm 9 sen các cô chú anh chị. 9 sen, 9 sen mấy đó. Kỳ rất là khỏe, rất là lực nha các cô chú anh chị Kỳ rất khỏe, rất lực Rễ thì bao phê Giờ tiếp tục đây là mã số 4 Mã số 4 của bệt Lâm Tâm Như Đây, kỳ rất là ok nha các cô chú anh chị Rất khỏe Rễ là ngon lành cành đào hết đây mã số 4 Mã số 4 có giá là 3.000k Cái này 9 cm nha các cô chú anh chị 9 cm 9 cm cho cái kỳ bạch lâm tâm như mã số 4 Giờ tiếp theo đây là mã số 5 Mã số 5 Mã số 5 nha các cô chú anh chị 2.800k 2.800k cho bạch lâm tâm như mã số 5 Kỳ này là 8 cm 8 cm cho cái kỳ bệt Lâm Tâm Như và à, à 2800 k mã số 5 bệt Lâm Tâm Như rễ rất là ok đây. giờ tiếp theo, đây là mã số 6 nha các cô chú anh chị. Mã số 6. Mã số 6 cũng là 2.800k. Mã số 6, 2.800k. Đây, chiều dài cái đây là, cây này là 7 cm kia này là 7 cm hơn nha các cô chú anh chị hơn 7 cm đó. mã số 6 2.800k rễ rất là ok và tiếp theo đây là mã số 7 mã số 7 2.600k 2.600k cái kia này cũng 7 cm nha các cô chú anh chị mã số 7 Phi này nó hơi công công chút xíu. Mã số 7. 2.600k. Và tiếp uh, cuối cùng là mã số 8. 2.200k. 2.200k. Kỳ này thì nhỏ thôi chứ. Cái rễ là rất là ok. Chỉ có cái là em bé thôi. Kỳ này là 5 xăng. 5 xăng rưỡi á. hơi bé thôi 2.200k thì xin nhắc lại là số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804 địa chỉ cửa hàng ở phường 7 thành phố Tân An Long An thì cô chú anh chị nào mà mình chưa có bạch Lâm Tâm Như thì mình cứ alo cho em ha để chốt một cây về làm giống à, xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh xin cảm ơn